Em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các anh ở đây là các bác các anh ở đây là một cái con máy công suất và có chức năng giải mã quang ra V và có chức năng đọc nhạc USB cho những bác nào mà đang cần nhé. Đấy thì những cái con này thì là nó sẽ tích hợp cả công suất cả giải mã quang AV cho mọi người. Thì mọi người có thể là ghép thêm một đôi loa bass nó khoảng tầm 16 đủ về để mình nghe nhạc. Đấy. N7FX các bác nhé, Onkyo FR-N7FX. Những cái dòng này thì thường là các cái CD-MD này về là mắt lâu ngày nó kém rồi, nó có con đọc con không này, em không không bao chạy đĩa ấy. Về các bác tự test này. Em bán luôn thẳng coi như là không đọc đĩa luôn cho nó rẻ đi. Đấy, nó cho mọi người về dùng làm công suất để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc và cắm cổng quang TV làm giải mã quang AV nhé. Thì như các bác biết rồi, cái giải mã quang AV nó chính là những cái như các bác mà dùng các cái âm ly cổ mà mình dùng TV Smart đời mới bây giờ ấy, mà TV lại không có cái cổng Typhoon mà nó chỉ có cổng quang để mình cắm từ trên TV mình cắm xuống âm ly ấy, thì trên âm ly của mình nó lại không có cái cổng quang đấy, đúng không ạ? Có phải có rất nhiều bác là sử dụng âm ly cổ nó không có cổng quang, đúng không ạ? Đấy thì làm thế nào để đưa tín hiệu xuống dưới cái con âm ly mà có không có cổng quang đấy, thì đương nhiên là mình sẽ phải mua một cái cục giải mã, đúng không? Thường là mọi người sẽ mua một cục giải mã bao diêm bỏ bé bằng cái nửa bàn tay em như này đấy, khoảng tầm 3 ngón tay như này, đúng không? Hoặc thậm ai mua loại to to khoảng 4 ngón tay như này đấy, thì cái hộp mà giải mã đấy thì có con thì cắm nguồn, có con thì cắm sạc, đúng không? Chung quy là nó sẽ phải có một cái nguồn cắm vào, và từ cái cục đấy mình sẽ cắm cái dây quang một cục đó, đúng không? Và ở đầu còn lại nó sẽ có hai cái jack AV để nó đưa tín hiệu xuống dưới cái con âm ly của mình để mình nghe nhạc từ cường quang ra, đúng không? Thì con này nó cũng sẽ có chức năng tương tự như vậy, nhưng nó sẽ mắc hay hơn nhé. Vì là ở trong này các bác thấy này, từ cái cổng quang này nó đi vào đây, nó có cả một cái main ở đây, các bác nhìn thấy không? Cả một cái main đấy, là cái quang nó sẽ được đi qua một cái con chip giải mã, sau đó nó đi qua một hệ thống các cái tụ các cái trở các cái gì đó để nó lại đưa ngược về đây, lại đưa ra. Thì sau khi qua một cái con chip giải mã nó tiếp tục qua một cái hệ thống lọc như vậy, thì cái tiếng nó đưa ra xuống âm ly nó sẽ sạch hơn và sẽ hay hơn các cái con giải mã bao diêm các bác nhé, con cửa FR-N7FX đấy. Và con này ngoài làm giải mã quang AV thì mình có thể cắm điện thoại máy tính mình nghe nhạc này, đấu thêm loa vào đây để nghe nhạc này, hoặc là mình có thể đấu thêm loa mình nghe nhạc trực tiếp từ cổng quang của con này ra. Đấy. Và mình nghe thay loa TV được, nó sẽ đỡ là hại loa TV hơn. Đấy, thì đấy là các tác dụng của con Onkyo FR-N7FX này nhé. Và ngoài ra thì con này khi mà mình cắm tín hiệu từ đường tiếp A mình đưa xuống âm ly này, thì mình cắm USB vào đây để mình có thể phát nhạc từ USB ra để đưa xuống âm ly to được nhé. Đấy. Thế là rất là nhiều chức năng ở trong một con máy này, đúng không? Máy thì vẫn đang lên điện bình thường. Các bác lưu ý đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V, là các bác đừng ai cắm nhầm điện nhé. Đấy. Đấy. Mình muốn nghe nhạc từ đường điện thoại máy tính ra thì mình ấn input chuyển ra đường dock này. Đấy nhá. Đường dock in này. Thì đây em đang cắm dock in thì em chuyển dock in này, em cắm tape in em chuyển tape in nhá. Em đang cắm dock thì em chuyển dock này. Và thường thì có ở đằng sau có một đường dock in thôi, thì mình cứ cắm thẳng vào đường dock in này cho nó nhanh nhỉ, nó đỡ bị nhầm lẫn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ đây. Đấu dây loa vào. Đấu dây loa vào để cho các bác xem nhé. Trước tiên đấy thì em phải giảm nhỏ tiếng xuống đã, không nhớ đâu nó đang to tiếng sốc loa giật mình cái thứ đấy. Đây đúng ra là cái này là mình muốn đấu dây loa là mình phải đấu, nguyên tắc là không được mở cái này đâu, nhưng em đấu quen rồi thì em có thể đấu được. Các bác không đấu quen thì tốt nhất là nên tắt hẳn đi hẳn đấu nhé, bởi vì trong quá trình mình đấu ví dụ như mình sơ sẩy đấy. Đặc biệt là nhiều người đã đút cái này vào trong khe rồi, xong đến lúc mà đưa dây loa vào trong nó bắt đầu mới nói hay cắm ấy, thì trong quá trình cắm này cái nọ cái dây này nó cắm xuống dưới, cái này cắm lên trên đấy, ví dụ thế đấy. Thì trong quá trình đó thì công suất đang mở và mình đấu mà cắm như thế thì nó chập dây loa với nhau đấy, và nó có thể gây ra hiện tượng chập đấy, và nó gây gây hỏng máy nhé. Nên tốt nhất là khi mà đấu thì nên tắt máy đi và mình hẵng đấu lên các bác nhé, nếu như đấu không quen, được chưa? Đấy. Và tốt nhất là kể cả đấu quen thì cũng cũng nên đấu như thế. Đấy. Đây nhà máy này. Công tắc đèn ok này. Để làm gì cho nhau thương đau.
chuyển đi bút sang đường đi tò là sẽ được. Input chuyển nó sang đường vào có tên là digital. Đấy. Sau đó mình phát nhạc từ nguồn phát của mình ra. Đấy. Thì lúc này thì tín hiệu quang sẽ được đưa vào đây. Đấy, như các bác thấy này, tín hiệu quang ngoài được đưa vào đây và nó đưa thẳng ra công suất máy như thế này nhá. Đấy, thì nó sẽ có một cái đường out, nó out thẳng ra cái đường tiếp out này để đưa xuống âm đi to để làm giảm áp quang AV. Đấy, thì lúc này thì mình sẽ là vừa có thể là nghe nhạc trên cái loa này, vừa có thể là nghe trên loa to. Để ví dụ bác nào mà muốn thì có thể là đấu thêm hẳn một cái đôi loa nơi vào đây chẳng hạn. Mình mở song song con này với cả con âm đi to của mình, thế là cái âm đi to của mình nó gánh cái loa to thôi, và con cái này nó gánh cái đôi loa lời, và nó sẽ hai con nó gánh riêng nhau, và âm đi của mình, âm đi to của mình nó không phải gánh thêm âm loa lời, nó sẽ không phải băn khoăn vấn đề khi mình ghép loa lời và như thế thì công suất nó thêm mà như vậy thì liệu rằng là âm đi của mình có chịu được không này, hay là vấn đề là kiểu như rằng là loa lời tôi ghép vào như thế thì không biết là cái trở kháng của tổng trở kháng của bốn cái loa đấy liệu rằng là cái âm đi của mình nó có bị vượt quá không hay là dưới ngưỡng không, đúng không? Đấy thì là một cái giải pháp khác để anh em chúng ta có thể sử dụng loa lời ở đây, cắm thẳng vào đây. Đấy, dùng con này coi như là một cái công suất phụ. Đấy, và mình ghép một đôi loa lời bát nó khoảng 13, 14, 15, 16 vào đây thì nghe nhờ. Đấy. Công suất của loa lời nó khoảng tầm 80W một loa maximum thì nó hợp lý, và đưa vào con này nhé. 80W một loa trở kháng từ 4 đến 16 các anh nhé. Đấy, mình mở ở mức vừa phải là mình sẽ đấy, coi như là hai con nó đồng thanh nó phát ra. Đấy, và nó sẽ nói chung là con này nó sẽ gánh đỡ công suất cho con âm đi của chúng ta để chúng ta có thể ghép thêm một đôi loa vào đây mà mình không phải ghép trực tiếp vào âm đi kia nữa. Được chưa? Thế là mở song song vừa quang ở đây vừa quang ở, vừa một đường out vừa âm đi. Đó. Tiện hơn không ạ? Ở đấy là về chức năng giải mã quang AV nhé. Và một chức năng nữa là đây, chức năng phát nhạc USB này. Thì mình sẽ copy các cái định dạng MP3 vào đây, mình cắm USB vào đây. Đấy. Thì lúc này thì cái USB nó sẽ nốt các cái nhạc. Các cái nhạc ở trong đây nó sẽ được cái máy này nó nốt ra. Đấy, những file nào nó đọc được nó sẽ nốt ra đây và nó sẽ bắt đầu để nó phát nhạc ra này. Đó, các bác thấy không ạ? Ở bên cạnh thì có nút next này, mình có thể next bài này. Đấy, next tiếp được này. Thấy chưa? Next phát nữa này. À, thì đây là next nhé, và nếu xoay ngược lại thì nó sẽ là quay lại bài cũ này. À, được chưa? À, next xuôi next ngược nhé. À. FX này thì giá của nó là con này là giá của nó nhé. Con này là những con hàng đấu mạng em lấy về nên là độ đẹp của nó sẽ cao hơn những con hàng bãi theo lô. Thì giá của con này là đi 1.750.000. Bác nào đang có nhu cầu mua thì alo em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Xin chào các bác ạ.